chào đón quý vị và các bạn đến với gương mặt phu thê. Thưa quý vị, ngày hôm nay cũng sẽ là một cuộc chơi giữa ba đội, đội chủ nhà, đội chủ khách và bốn cặp cô dâu chú rể. Trong bốn cặp đó sẽ có hai cặp là vợ chồng thật và hai cặp không phải là vợ chồng thật. Một tràng pháo tay dành cho gương mặt phu thê. Năm chú rể và ba cô dâu. Trong số họ sẽ chỉ có hai cặp đôi phu thê thực sự. Việc tìm ra những cặp đôi này sẽ là cuộc đấu trí tay ba căng thẳng, hấp dẫn nhưng cũng không kém phần hài hước giữa ba đội chơi. Đội chủ nhà, đội khách mời và đội các cô dâu chú rể. Qua ba vòng thi, nếu đội khách có thể thắng đội chủ nhà bằng cách tìm ra ít nhất một cặp đôi phu thê thực sự và có số điểm cao hơn đội chủ nhà thì sẽ nhận được giải thưởng hấp dẫn từ chương trình. Nếu không, phần thưởng sẽ thuộc về 8 người chơi. Trong hai vòng đầu tiên, nếu đội chơi đặt cược và có được sự lựa chọn chính xác các cặp đôi thì sẽ nhận được giá trị giải thưởng lớn hơn. Thưa quý vị, bây giờ thì Quỳnh Linh sẽ giới thiệu thành phần các đội chơi. Đầu tiên giới thiệu đội chủ nhà Hoàng Rapper và Cát Tường. Đội khách là hai gương mặt rất trẻ, dễ thương lắm quý vị. Đó là Hải Triều và Lê Lộc. Còn tôi chính là MC Quyền Linh. Cảm ơn tất cả những bạn tay của quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem các cô dâu chú rể họ là ai. Xin mời ba cô dâu quay mặt ra phía trước. Hoa hậu dễ thương đẹp. Cô nào cũng xinh hết trơn á. Trong đây sẽ có hai cô dâu thật và một cô dâu không có thật. Tức là chúng ta phải lựa chọn ra đâu ra cô dâu thật. Chú hỏi Lê Lộc nè. Dạ. Con chắc cũng chưa kinh nghiệm về gia đình đúng không? Hỏi kỳ quá. Dạ, hỏi đúng chắc người. Chắc chưa kinh nghiệm về gia đình rồi. Thì đúng rồi chú. Vậy thì con dựa vô đâu mà con tìm ra được những gương mặt phu thê họ là vợ chồng thật? Dựa theo những cái chi tiết mà họ đưa ra và con sẽ phán đoán xem là cái nào nó hợp lý. Và cũng có thể là họ sẽ đánh lừa mình, nhưng mà con sẽ nhìn vào nét mặt của họ để con đoán. Bây giờ con nhìn ba cô dâu xinh đẹp đi. Đâu là cô dâu có chú rể ngồi trên đây? Lỡ con đoán sai sao? Sai thôi, chưa mà. Vậy hả? Ừ. Không biết. Không biết thiệt á. Anh hỏi luôn. Nữa cái đó đoán thôi. Dạ con cô dâu thật. Ai, Hải Triều, bạn có kinh nghiệm gì về gia đình hay không? Kinh nghiệm ghê. Dạ, quá kinh nghiệm luôn. Kinh nghiệm ghê. Còn chàng F3 độc thân vui tính, Hải Triều. Dạ, chắc em coi biểu cảm của đội bên đây nữa. Dạ. Ủa sao biểu cảm đội bên kia? Coi nhà, bên đây chi, nhà. Coi người ta coi cô dâu chú rể. Đó, để coi đội chủ nhà trả lời sao, cái mình thấy ổn thì mình đi theo. Xin thông báo với hai bạn trẻ, bên kia họ có đầy đủ kinh nghiệm về gia đình. Nhưng mà em không có đồng ý. Nãy giờ anh Linh cứ nhấn mạnh là bên kia trẻ trẻ là ý nó bên mình sao? Dạ. Ở đây trẻ hơn đó con. Thôi bây giờ nói cho anh chị nhường với em chút xíu nha. Dạ không sao. Thôi bây giờ chúng ta sẽ nghe lần lượt từng cô dâu giới thiệu về mình. Mời vị trí A. Chào hai đội chơi và quý vị khán giả, em tên là Bùi Ngọc Trúc Hà, em 24 tuổi, em đang là nội trợ. Vị trí B. Dạ chào quý vị khán giả, hai đội chơi và anh Quyền Linh yêu dấu. Em là Nguyễn Ngọc Phương Linh, năm nay 27 tuổi, là huấn luyện viên aerobic và em có buôn bán shop thời trang online. Nè, một chi tiết mới hé lộ nha. Nếu như cô ấy có chồng cô ấy ngồi đây thì chưa chắc cô ấy dám kêu anh Quyền Linh yêu dấu. Đó, có khi là cô thả thính cái để tôi mù. Rồi, vị trí C. Dạ, em tên là Minh Huệ, 29 tuổi, hiện em làm nhân viên văn phòng ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nghe từng chú rể giới thiệu về mình nha. Vị trí số 1. Vị trí số 2. Vị trí số 3. Số 4. Sai chàng. Và số 5. Wow. Chà. Đấy. Khó vậy ta. Nghe cẩn thận nha, ghi chép lại. Vị trí số 1 giới thiệu đi anh. Chào quý vị khán giả và chào hai đội chơi. Chào MC Quyền Linh. Tôi tên là Hồ Khánh Viễn, 32 tuổi. Nghề nghiệp của tôi là có cái gì có tiền là tôi làm thôi. Anh em mình giống nhau rồi.
Người đàn ông có gia đình thường hay nói những câu vậy. Chắc chắn anh có gia đình rồi. Số 2. Chào chị Cát Tường với lại anh Nguyễn Linh. Em rất là hâm mộ hai người. Em muốn lên chương trình đó lâu rồi. Em là... Em muốn lên chương trình đó lâu rồi, vậy là chưa có vợ rồi. Vậy là chưa có vợ rồi. Em là Mai Bảo An, 28 tuổi, hiện là nhân viên thiết kế. Một chi tiết hé lộ nhớ nha. Rồi số 3, xin mời. Chào khán giả, chào hai đứa chơi và chào anh Quyền Linh. Mình tên là Phúc Lộc, năm nay mình được 38 tuổi. Chắc lẽ cái tuổi hơi già đúng không ạ? Mình làm giảng dạy. Số 4. Chào quý vị khán giả và hai đứa chơi. Tôi tên là Nguyễn Minh Tuệ, công việc chính của tôi là tổ chức sự kiện. Số 5. Chào quý vị khán giả và hai đội chơi. Thì tôi tên là Nguyễn Minh Trường, hôm nay tôi 28 tuổi. Tôi làm nghề liên quan đến điện ảnh. Như vậy là hai đội chơi chúng ta đã nghe họ tự giới thiệu về mình. Chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện tình yêu của họ như thế nào. Bắt đầu. Dạ thưa, lần đầu tiên em gặp chồng em là em đi casting người mẫu. Thì cái ấn tượng đầu tiên em cảm thấy là sâu sắc nhất là chồng em có một cái vẻ ngoài nó hơi nữ tính, không có được manly lắm. Đúng đầu á, em không có nghĩ ảnh là sẽ nhắn tin, chủ động nhắn tin cho em đâu. Mà ảnh nhắn tin, ảnh rủ em đi chơi. Em mới suy nghĩ là, ủa sao chị em phụ nữ với nhau mà nhắn tin rủ em đi chơi đúng là thế. Thì em tò mò, xong rồi em đi gặp thử. Thì từ từ á, em mới phát hiện ra anh này, ảnh giả bộ vậy thôi chứ không phải vậy. Ảnh men lắm. Sau đó thì từ từ tiến tới hôn nhân và có em bé rồi. Trời ơi, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Giống như anh Hoàng rapper vậy đó. Không, cái này là một cái chiêu thức cũ của các chàng trai rồi. Giải bộ rồi cứ cùng bê người ta về nhà luôn. Rồi, vị trí B. Dạ, chào quý vị khán giả hay là chơi. Em gặp chồng em á là trong giảng đường đại học. Lúc đó em bước vô thì em thấy cái anh chàng ngồi ngang hàng với mình có một cái ngoại hình rất là dị dị mà không có giống ai trên đời này hết á. Vừa đen mà vừa mập mà giống như là một cái đòn bánh tét mà nó sắp bị thiêu mà người ta đem chiên lên á. Đó rồi á hả, cứ ngồi cứ nhìn em hoài, em ngồi xuống cũng nhìn, em đứng lên cũng nhìn, làm gì cũng nhìn hết. Là em thấy nghi nghi rồi, có cái mùi rồi. Cái một hồi nữa là tan học thì ảnh chính xác luôn bước lại. Em ơi em thật xinh đẹp, dòng mục của em căng chạy sức sống, sáng giờ anh chưa ăn sáng vậy mà anh no rồi. Đó, kiểu là vô duyên sổ sàng cái kiểu. Em nói rồi, bữa nay ra đường không coi ngày rồi. Có cái mùi lầy rồi. Đó là em tam học lục kế tẩu vi thượng sách chạy. Đi theo em mua nhà vệ sinh luôn. Trời đất ơi. Đóng cửa lại. Trời. Em nói rồi biến thái nữa rồi. Em mới nghĩ trong đầu á, cái kiểu này mà mình không cho số điện thoại, cho cái thông tin gì, giết mình đây luôn không chừng. Rồi em tưởng tượng cao quá em. Thiệt, tại em đẹp mà cho nên là em... Ok, tiếp đi em, ok. Đó thì thành ra là em chủ động em cho luôn. Em cho nick Yahoo, anh ta lấy, anh ta tự động bỏ đi. Tối hôm đó thì là lên chat nói chuyện một hồi thì anh ta mới bắt bài được em là em rất là mê kiếm hiệp. Anh ta toàn lôi những cái nhân vật của Kim Dung ra mà nói này nói nọ. Em mê anh ta hồi nào không hay bị tội, em tỏ tình với anh ta luôn. Và 3 tháng sau cưới. Anh dạ. Nào trên kia có gương mặt lầy lầy ta. Hay ta, không chừng cô nương à, cô nương bị trúng độc rồi đó. Tổng qua tình. Đúng vậy. Tới giờ chưa giải được nữa. Có muốn giải không? Dạ không. Vị trí C, xin mời. Dạ, chào quý vị khán giả và hai đội chơi. Ấn tượng lần đầu tiên gặp chồng của em là ở khu vui chơi giải trí. Thì tụi em hẹn nhau đi uống nước. Thì lúc đó em thấy ảnh đi cái chiếc xe mô tô rất là to. Em thì rất ghét những ai mà đi xe to như vậy. Tại vì em thấy cái xe to đó thì đi làm cho đường xá nó kẹt hơn. Ăn uống thì người ta thấy cái xe vậy chắc người ta nghĩ nhà giàu nên chặt chém, cho nên em không thích. Với lại nhìn ảnh thì rất là to, mập mà cao. Nói chung là cũng xấu, không có đẹp. Còn em thì thích mẫu người mà thư sinh giống như là Lee Min Ho hay Kim Bum á. Em thích trai Hàn Quốc hơn. Nhưng mà với lại khi mà anh thấy ảnh đi cái mô tô bự và em nghĩ chắc ông này cũng dữ dằn lắm, tính cũng hổ báo lắm. Nhưng mà sau khi mà nói chuyện một thời gian mới thấy ảnh rất là hiền lành, vui tính, cho nên em mới quen. Bây giờ chúng ta đã nghe ba cô dâu giới thiệu về lần đầu tiên gặp gỡ, ấn tượng thế nào ha. Đầu tiên là anh kia là người tính hơi phụ nữ, cái bên là ảnh hơi lầy. Anh này đi mô tô tức hổ báo. Để xem năm chú rể sẽ ấn tượng điều gì ở những cô dâu lần đầu tiên gặp mặt. Vị trí số 1. Thì cái lần đầu tiên tôi gặp vợ tôi á là tôi đi chơi, thì cô ấy cũng đi chơi, thì chúng tôi gặp nhau. Và tôi thấy cô nàng này dáng người có vẻ ok, được đây. Giống như cái suy nghĩ của mình về phụ nữ á, đẹp, sexy, nóng bỏng này nè. Thì lúc đó là để ý rồi, thì mới là
tấn công luôn. Lúc mà cổ chơi xong cổ đi về á, dắt xe cổ ra, dắt xe đi theo. Lúc đó nghĩ trong đầu á, là có thể là dạng mình đi xe này mình chạy theo, mình gặp con gái cái thời trẻ trâu mà nẹt bô, nẹt nó chú ý tới mình. Nẹt bô mô tô hả? Đi xe thanh, xe hai bánh bình thường, chạy tới cổ bắt đầu cổ chú ý tới mình, rồi cuối cùng hai người rồi ABCD rồi tới XYZ. Cảm ơn anh. Vị trí số 2. Em thì gặp vợ em vào cái bữa đó là em đi cà phê với bạn em. Thì em mới nhìn qua thấy trời ơi, anh nào nhìn đã thôi. Cái mới qua xin số. Mà cái vợ em lúc đó nói: anh ơi em có đi với bạn em rồi, cho nên là anh về chỗ đi. Mời lầy lầy em xin số điện thoại. Rồi cuối cùng về thì em gù 4 tháng sau thì mình quen. Em vợ em ốm hay là mũm mỉm em? Vợ em thì nhìn cũng được được ngon ngon á, cho nên em mới nhào qua liền chứ, tại em cũng thích cái đẹp mà. Vị trí số 3. Còn mình thì mình gặp vợ mình ở nơi mình làm việc. Cái gặp cái tự nhiên mình cái trái tim mình thấy rung liền. Mà mọi hôm bình thường tiếp xúc rất là nhiều người đẹp, không có cảm giác, tự nhiên sau gặp cái người này thấy hay quá. Thì khi bắt đầu có cảm giác trong người rồi thì lúc đó vừa mình đứng trên bục mình giảng thì mình cảm thấy là làm sao để giờ mình có thể là kiếm được số điện thoại của người này để mà mình nhắn tin. Thì lúc đó mới lật cái danh sách học viên ra thì thấy trong đó có điền đầy đủ thông tin. Giả lao mà cầm điện thoại nhắn tin cũng kiểu làm quen thôi. Nhưng mà sau đó thì thấy cô ta chẳng quá, xong mình dù gì mình cũng được chứ bộ, nhìn cũng bảnh trai mà sao thấy không để ý gì tới mình á. Mình nhắn tin coi mình chẳng ra gì hết. Thế là cũng từ từ thấy có lẽ là mưa dầm thấm lâu mà nó thấm vô cái cuối cùng cũng được. Thì vợ mình nói chung là nhìn cũng mũm mỉm dễ thương, hợp style của mình. Cảm ơn anh. Vị trí số 4. Ấn tượng đầu tiên mà gặp vợ là ở trong Betin. Lúc đó tôi gặp vợ tôi thì mặc bộ đồ màu trắng, quần thì trắng, áo thì áo hai dây, nhìn rất là nước. Ấn tượng thứ hai là vợ tôi đi Betin rất là giỏi mà rất là chảnh. Cái tôi nói thôi con nhỏ này nó chảnh quá, mình cua cho bỏ ghét. Cái tôi làm bộ lúc mà vợ tôi đang đi xuống dưới, tôi làm bộ tôi té một cái, cái té trúng vợ tôi một cái. Cái vợ tôi cũng ga lăng đó, đỡ tôi dậy. Xong cái tôi tìm mọi cách, tôi nói thôi sẽ cho anh xin số điện thoại. Sau khi mà xin số điện thoại xong ấy thì sau khoảng hơn một tuần thì hai đứa hẹn hò với nhau. Chung có một cái, hai đứa tính tình nó kêu với nhau. Hẹn hò đâu, người ta hẹn hò người ta ra quán cà phê, người ta hẹn hò đi coi phim. Còn đây là công viên. Trước khi hẹn hò vợ tôi nói chứ anh ơi, anh nhớ mua chuối nha. Hổ ngộ tự nhiên là người tiên hẹn hò mà đi ra mua chuối, kêu đem chuối mà cũng may á, lúc đó mẹ tôi cúng chuối ở cái địa, chú chuối cho ông địa tại tôi có chuối đi theo. Tôi cũng lấy, tôi kêu mà tôi nói thôi lỡ rồi em nhớ đem nước nha, cô này nó dốc y chang như mình đó. Hai đứa nó kêu gập nhẹ nhau thì đó là cái ấn tượng mà nó đến bây giờ. Đem chuối ra để khỏi mua trái cây, đem nước ra uống để khỏi mua nước, đơn giản vậy thôi. Ở nhau là giàu lắm nè. Vị trí số 5. Cái ấn tượng đầu tiên á là tôi nhìn vợ tôi, nói chung là cái body nó rất là sexy, rồi thì mình cũng thích, tức là mình nhìn vô vợ mình rất là xinh. Thì cảm giác cái lần đầu tiên mình gặp là mình đã rung động rồi, nhưng mà không biết mở lời sao. Thì lúc đầu cũng nhắn tin gọi điện, nhưng mà vợ thì chảnh lắm, chung thì cũng trả lời cho có thôi. Một thời gian nhắn tin biết cái mình bực, rồi cái mấy nắng là sao em chảnh quá vậy. Cái vợ mới trả lời, nó nói ok, em chảnh vậy đó, anh thấy sao. Cái xong cái nói anh cũng muốn đi ăn với tôi không đó. Cái xong thì cũng đủ đi ăn, là cái lần đầu tiên là gặp vợ luôn. Rồi cảm ơn bạn. Cô mấu chốt nào không vậy Lê Lộc? Dạ cũng có. Cũng có hả? Con loại trừ được một số người không phải trong cái danh sách. Thí dụ anh áo trắng đó. Tại sao? Tại vì không có một nét gì gọi là một người chồng. Trời ơi, chồng mỗi người mỗi kẻ chứ. Nhưng mà cái đó là quan điểm riêng của em, đúng không? Người ta có quyền để người ta nói, người ta nói đi, tiền mình giữ lại được rồi. Em nông nổi quá. Trời, nét không có nét nào làm chồng hết. Rồi còn cô dâu, đâu ai không có nét cô dâu đâu. Hả? Ai cũng nét làm vợ. Con loại người đầu tiên. Sao vậy? Trời cổ xinh quá trời mà. Mặt cổ rạng người cô dâu mà con loại. Thì cái đó là theo cái cảm nhận của con thôi. Hải Triều có giống như Lê Lộc không? Em giống Lê Lộc của mấy anh trên. À giống quá. Còn ở dưới mấy chị thì em chọn chị số 2, chị Phương Linh. Là loại ra đó hả? Dạ. Tại sao? Tại sao? Thì tại vậy á. Trời. cái cách kể á, tại vì thật thì chị bị diễn quá. Chị bị diễn sâu mà sâu bị giả. Dạ. Ở trên đời không có ai mà đi vô toilet nữ mà chung không bao giờ. Không? Có đó em, chị dạ? Cũng bị người ta tại chị đẹp mà. Dạ dạ, có. Ủa, nhưng có, mà nếu có, mà vô chị... tới toilet luôn.
vậy hả? Hồi nãy cô nói là tại vì cô đẹp nên được ta vô tới toilet. Chị cũng được ta vô toilet vậy chắc chị cũng đẹp không, luôn nhưng mà có, nhưng mà theo cái dạng như sinh vật học á là không bao giờ mà đi theo vô toilet mà sau này yêu nhau hết trơn á. Có luôn, cái đó yêu nhau luôn. Phụ nữ họ đẹp quá mình không kìm lòng được. Đúng rồi. Nhào vô những cái chỗ đó nhào vô á. Lửa dao gươm đạn mình còn xong tới được huống chi cái toilet đúng không? Cái quy định là toilet nam và toilet nữ riêng làm sao anh vô được đúng bên trong rồi. Chiến trường súng đạn còn sợ toilet là gì đâu sợ. Chim. Em loại anh tiếng. Đàn ông á mà vô toilet đi theo phụ nữ tức là phải yêu dữ lắm người ta mới đúng hy sinh cái băng mặt người ta vô toilet phụ nữ. Thôi bây giờ á chỉ mới khơi mào thôi, chúng ta phải tiếp tục lắng nghe những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của mọi người để xem có gì trùng hợp với nhau và không nha. Đầu tiên sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất khi mà yêu nhau của các cô dâu vị trí A. Tại vì á em với ảnh quen nhau á, mọi người ai cũng xì xầm bàn tán hết á. Nói là tại sao em lại quen một cái người như vậy, một cái người đàn ông mà không có nét nào là đàn ông hết trơn á. Nên điệu điệu lắm. Cái em mới đi hỏi ảnh, ủa sao mọi người ai cũng nói anh vậy vậy? Anh có còn bị vậy thì không? Nếu mà anh không có được đàn ông á, thôi thì mình làm bạn cũng được. Cái anh nói không phải đâu. Tại vì ở chỗ anh làm á, anh giả lộ cho mọi người vui vậy thôi chứ không có gì đâu. Cái em mới hỏi vậy thôi anh giả lộ em coi. Em ơi, em hết hồn luôn chị ơi. Em té xỉu luôn á. Đâu thử năm chú rể thôi rồi mình giả lộ. Thôi em ơi thử coi sao. Đúng rồi. Thử xem nào, vị trí số 1 sao? Quỷ hà. Số 2 đồ quỷ xứ. Đồ quỷ. Số 4 đồ quỷ. Ôi quỷ này kỳ quá. Đồ quỷ giống như đi. Số 5 quỷ xứ hà. Nè nè mấy anh coi hoàng rapper nè. Rồi bây giờ vị trí B, ấn tượng lần đầu tiên với người yêu làm như thế nào? Ấn tượng nhất của em á là cái lời tỏ tình của ông xã em rất là kiếm hiệp 100% luôn. Nói gì nè, tiểu thư nàng à, nàng có nhận thấy từ nãy tới giờ tụi mình là một cặp tri âm tri kỷ, cặp duyên trời định. Nàng có cảm thấy rằng là nếu như những lần nàng luyện công mở ngoặc là những lần nàng xem phim Kim Dung đóng ngoặc, không có một người tri âm tri kỷ như ta bên cạnh, này sẽ bị tẩu hỏa nhập ma hay không? Tại sao chúng ta không trở thành như Dương Quá Cô Long, cưỡi chim điêu đi tiếu ngạo giang hồ? Chốt lại, nàng có đồng ý làm phu nhân của ta không đó hở? Phu lè lè. Chưa gì mà đòi lưỡng long nhất thể với người ta rồi. Trời ơi trời. Chịu ok không? Ok liền. Trời ơi sao vậy? Sao dễ dãi vậy? Dễ dãi mà. Tại nghe Dương Quá có ăn chim điêu. Hai. Trời ơi, quan diễn ơi. Được. Đâu các chú rể thử nói giọng Kim Dung thử coi. Tiểu muội à, có đồng ý vào chồng với ta không hả? Vào chồng làm gì hả? Kỳ linh thôi đó mà. Cái cặp số 1 với trí B hợp đó nha. Cô Long à, cô Long có bằng lòng cùng luyện ngọc nữ tâm kinh với ta không đó hả? Nói cái gì mà nuốt luôn cái chữ gì hả? Cái gì hả? Luyện ngọc nữ tâm kinh với ta không ngọc hả? Ngọc nữ tâm kinh, bộ hai chị em hay sao mình luyện ngọc nữ tâm kinh? Cái đó luyện sao? Chút xíu cho anh luyện vậy. Thôi bình tĩnh, đừng nóng vội. Thôi bây giờ mình sẽ nghe cô thứ ba, vị trí C. Nó là cái lần đầu gặp á, lúc đi về hai đứa giống như đang đóng phim FF8 vậy á. Tức là hả, em thấy nhìn cái xe mô tô đó thì em cũng đã ghét từ đầu rồi. Cho nên là khi mà ảnh đòi đưa về á, chạy á, em ráng chạy rất là nhanh để cắt đuôi ảnh. Tại em nghĩ là đường đông vậy, xe mô tô này chắc là không có theo kịp mình đâu. Em chạy nhanh lắm. Mà thường là em cắt mấy chục đuôi rồi, cũng cái cách đó à. Mà không có đuôi nào cũng theo kịp. Nhưng mà nhìn đằng sau thấy ảnh vẫn cứ chạy theo mình. Về tới nhà rồi vẫn thấy ảnh rượt được mình á. Thì lúc đó là em mới có ấn tượng nên em mới đồng ý quen tiếp. Rồi mấy tháng sau á, lục lọi trên Facebook ảnh á, thấy ảnh đăng buổi hẹn hò đầu tiên là lần hẹn đầu tiên đưa về cứ như giật đồ. Cái em mới nói là vậy là anh ví anh giống công an còn em là cướp, anh đi bắt cướp hả? Kể từ đó là nói chung là em thấy anh này cũng ấn tượng cho nên là em mới chịu quen tiếp. Em cắt mấy chục chiếc rồi chỉ có mô tô em cắt không kịp thôi đúng không? Vậy là ý đồ mấy ông đi mô tô này là cua gái nè. Đúng rồi. Tại vì em hỏi ảnh
là tại sao lại đi cái xe đó, thì anh nói là đi cái xe đó mới cua gái được, gái nó thích những cái gì đó, những cái gì đó nổi mà. Xài chiêu cũ nữa rồi. Đúng rồi, vậy là mình phải coi lại mấy ông đi mô tô đó mà. Chắc là đôi khi sai lầm á, đi mô tô tại vì đam mê thôi. Hồi đó khi mình gia nhập với hội mô tô mình cũng vậy đó, tức là mình vì đam mê chứ được cái chuyện cua gái mình không tính. Thật chất đến với thời điểm bây giờ nè, mình mê xe còn nhiều hơn mê nữ nữa. Cái anh đó anh nói chuyện mà hồi xưa mình trong cái mình đi thẳng mô tô á mà mình không có cố ý mà cái mình cái tay ảnh vậy nè, chết giờ ảnh lòi rồi quý vị ơi. Vậy là nãy giờ phải em nghi vị trí số 3 với lại A đúng không á hả? Thôi bây giờ thế này, hai đội chơi có quyền truy vấn những người ngồi đây, các bạn tùy các bạn muốn truy vấn ai truy vấn ba câu thôi. Rồi, chủ nhà hỏi trước đi. Lần đầu tiên chúng tôi xin có lời cảm ơn cho tất cả 8 gương mặt đang ngồi ở đằng trước. Tại vì các bạn diễn quá hay, quá xuất sắc. Nhưng đừng hòng. Làm được bên mấy? Đừng hòng qua mặt được tôi. Nói chung là bạn rapper đầu tư hơi cực chút, ghi búa xua luôn. Nãy giờ mới có ghi tùm lum hết trơn. Ừ, không biết ghi gì dữ vậy, hỏi đi cưng. Manh mối thôi, rồi, manh mối thôi, có bao nhiêu thôi. Manh mối hỏi hết ghi vậy thôi chứ có nhớ. Rồi, Minh Trường, bạn đi xe gì vậy? Đi hai bánh. Còn hỏi gì nữa không? Hỏi đi. Ủa chị hậu sao tự nhiên rồi hỏi con câu đoạn hậu ghi quá trời, hỏi con câu vậy? Thì hỏi đi. Trời đất ơi. Trời, người ta đang diễn đánh lạc hướng mình phải hỏi đánh lạc hướng người ta lại chứ. Không, mình muốn hỏi cái anh thầy giáo nè. Dạ hỏi đi. Ừ đi. Ủa thầy giáo hồi xưa đi có đi mô tô hả? Bây giờ cũng đang trong bây giờ vẫn còn đi mô tô hả? Trời. Hỏi gì dạ? Hỏi đi mô tô. Hỏi mô tô. Thầy giáo đẹp trai vậy mà sao 38 tuổi thầy giáo lấy vợ trễ quá vậy? Mới lấy 2 năm hả? Ồ, vậy trước đó tại sao mà ế? Ế đang là xu thế nên không phải là lấy vợ trẻ vì ế. Bạn thầy giáo dạy môn gì? Dạ dạy môn gì người ta học là mình dạy. Hồi nãy anh chia sẻ là anh vô đó anh mê cái cô học sinh. Đúng. Anh mới lục hồ sơ anh tìm. Bây giờ thì anh không biết anh dạy cái môn gì. Tôi hiểu anh là chồng sai của ai rồi. Sai rồi. Giấu hiểu quá rồi. Giấu người ta. Giấu quá mà vẫn lòi. Cho em hỏi ba cô dâu đi. Dạ chị, cho em hỏi là mình có chơi môn thể thao nào không? Chơi môn thể thao đó là dọn dẹp nhà cửa. Môn đó hao năng lượng lắm. Dạ. Vậy thôi hả chị? Dạ đúng rồi. Tính hỏi người ta có chơi ba tin không hả? Đừng không. Giao gì kể tôi. Dạ mời chị. B. Em là huấn luyện viên aerobic mà, nên là chơi aerobic. C. Dạ thời gian rảnh em cũng hay đi tập yoga. Dạ hết rồi. Người ta lựa câu hỏi nào để nó ra manh mối. Không thì con có manh mối trong câu hỏi này mà. Có không? Có chứ. À vậy à. Rồi anh hỏi đi anh. Dạ cho em hỏi anh số 1 á. Mình anh nói công việc của anh là có tiền anh làm á. Công việc là anh làm là công việc gì? Nhiều khi mình cũng hay đứng đường á. Dạ đứng đường là bất hợp pháp đó anh. Đứng đường là mình đóng khách. Phát tờ rơi ha anh. Phát tờ rơi nè, chạy xe ôm. Tội nghiệp vậy. Dạ. Rồi hết thời gian hỏi. Chưa biết gì luôn. Nãy giờ hỏi cũng nhiều, nghe cũng nhiều rồi. Có thay đổi gì so với lúc đầu mình suy nghĩ không Lê Lộc? Mặt nó mặt thai rồi đó. Mặt thai. Nó nùi rồi. Rồi bây giờ ta kết thúc vòng 1. Có ai đặt cược hay không? Để dành vòng 2 đi chứ. Nè. Dạ để dành vòng 2 đi. Đúng rồi, còn mông lung quá. Bây giờ hình như tình hình nó cũng rất là tình hình mông lung. Để xem vòng 2 họ có tìm ra được điều gì không quý vị nha. Quý vị chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với vòng 2 gương mặt phù thề. Thưa quý vị, ở vòng 2 này thì tiếp tục các cô dâu chú rể sẽ chia sẻ những cái thông tin để đội nhà, đội khách sẽ tìm được chú rể thật và cô dâu thật quý vị nha. Đầu tiên chúng ta sẽ nghe các cô dâu nói về những cái tật xấu của ông xã mình. Xin mời vị trí A. Tật xấu của chồng em á, hồi lúc mà chưa có cưới á, thì ảnh cuối tuần nào ảnh cũng không chở em đi chơi đó, ảnh kêu em qua nhà ảnh đi để ảnh giữ cháu ảnh, không có thời gian đi chơi với em. Cái em mới nghĩ là ông này chắc là người đàn ông của gia đình, mấy mốt mình cưới về á chứ chắc ảnh giữ con phụ mình. Nhưng mà không phải vậy, ảnh lấy em về xong cái ảnh đi chơi miết à, ảnh không có giữ con cho em. Xong rồi ảnh còn có thêm tật xấu nữa đó là ảnh đi toilet lâu lắm. Hả? Em tưởng tượng như là cây chổng chắc nó mọc thành đại thụ rồi đó. Vậy là anh làm gì chổng? Luyện công cái đó. Cái đó em cũng muốn hỏi nhưng mà anh nói đó là chuyện của đàn ông. Không, em có người bạn giống vậy, Hoàng Thi anh. Nó phải có một ly cà phê với một tờ báo vô đó ngồi 2 tiếng. 2 tiếng ngồi chổng. Đúng không em? Có ly cà phê nào chổng không? Dạ không có ly cà phê nhưng mà có cái điện thoại. Chơi game. Ảnh còn điệu đà hơn em nữa. Mỹ phẩm rồi các thứ ảnh xài nhiều hơn em. Hồi lúc mà em với ảnh quen nhau á, là em tưởng ảnh mua cho em á là nhiều rồi. Tới lúc mà lấy về ảnh gom hết đống mỹ phẩm của ảnh qua nhà em á, là còn nhiều hơn cái đống mỹ phẩm mà ảnh mua cho em nữa.
chúng ta ra thêm một manh mún nữa rồi đấy. Tiếp tục vị trí B. Dạ, chồng em á thì có nhiều lắm, 4 tật xấu. Thứ nhất á là khi mà ngủ á thì chồng em là bá chủ võ lâm, có nghĩa là một mình ổng một cái giường, em với con em xuống đất. Trước khi ngủ á thì rất là tình cảm, ôm vợ ôm con, hai tay là hai bên là gánh cả giang sơn. Nhưng mà ngủ rồi đếm 1, 2, 3 là xong, tống xuống hết. Thứ hai á cũng hay ghen lắm, tại vì em có bán đồ trên mạng mà, đồ thể thao thì khách inbox thì em phải trả lời. Mỗi lần thấy em cầm cái điện thoại lên là lạng qua lạng lại sau lưng, nghía vô nhìn, rất là quản lý mà không có cho em ép nick của boy, cứ boy là xóa. Khách hàng dù boy cũng có khả năng mua hàng vậy. Và ở giờ cực kỳ luôn mà bay hay bộ hổ, trời ơi em nói hả, râu á nhắc mới cạo, hồi tháng mới cạo được bộ râu, râu mà dài ra thấy điều muốn thắt bính được luôn á. Rồi có một cái điều là em cực kỳ ghét mà sẵn đây em mượn chương trình á, trời phản ánh luôn là có một cọng lông mũi à mà không cắt. Mà em mới sáng ra đứng nựng cái mặt ở đằng trước kiến á, chi một tiếng đồng hồ mà cọng lông mũi không cắt. Nhiều khi đó lông tài đó em. Lông tài gì nằm ở lông mũi. Sao em thấy lông mũi vẫn cứ mọc mà tài đâu thấy đâu. Kể sao mà ông số 1 ngọn cười hoài kìa, nghi lắm mà. Đừng có nghe những gì người ta nói. Trời, các bạn đó chỉ học thuộc kịch bản dữ lắm. Vị trí C, bắt đầu. À, chồng của em á thì tật xấu là ảnh có cái tật sở thích rất là thích 35 với vợ ở những nơi công cộng. Tức là ảnh thích rờ mó những cái chỗ rất là nguy hiểm trên người em. Ví dụ chị? Nói chung là em rất là khó chịu, tại vì người xung quanh nhìn vô sẽ nghĩ mình không có đứng đắn đàng hoàng mà để cho người ta rờ như vậy á. Cho nên là em cũng góp ý nhiều lắm rồi mà anh không sửa đổi. Cho nên có một lần là em tức quá em cũng đánh thẳng tay luôn. Hả? Trời ơi, người ta cưng. Rồi em đánh vậy là mai mốt ảnh 35 với người khác, chứ 35 với em là em mệt nữa. Vợ mình mà không rờ nó, để mai mốt anh ra ngoài anh rờ người khác à? Đúng rồi. Tại do rồi. Em ở nhà em ăn ở làm sao chồng nhìn vô chồng thấy chồng. Thật chất nó lên xe nó chợt, thay vì cái tay mình cứ choàng qua chỗ khác mà làm gì thì mình ôm sát vợ, mà ôm một chút cái tay nó mỏi thì nó đơ xuống, nó thay đổi cái vị trí thôi. Đúng rồi. Tập nữa của ảnh là rất là tiết kiệm với Kibo. Mỗi lần đi ăn là ảnh chở em đi gần 20 cây số ra tới làng đại học để chị để ăn cái lẩu có 50 ngàn, tốn tiền xăng hết 100 ngàn. À đúng rồi đó. Phải, chỗ đó ngon thôi. Em qua đó em ăn được nhiều món, còn em đi vô nhà hàng ăn có một món, hai món hết mấy trăm nghìn. Nhưng mà nó xa nhà. Trên đường đi chở em là tâm sự với em luôn chứ bộ. Em chỉ thấy khói bụi thôi chứ có tâm sự gì đâu. Đôi khi người ta muốn đi xa để tâm sự trên đường đi. Nhiều khi muốn được em ôm bộ, được em ôm từ đằng sau đó ấm áp. Em mệt quá, ông phải chồng ta đâu mà ông làm vậy. Chữ em mệt. Rồi á, thiệt tình luôn á. Sao biết được chở vợ tôi thì sao? Không bao giờ. Với lại còn một cái tật nữa là ảnh rất là thích cái nhà vệ sinh. Ảnh cứ ngồi trong đó 1-2 tiếng đồng hồ, không có một cái động tĩnh gì luôn không. Xong rồi ảnh còn đề nghị với em là nên em ơi trong đó nóng quá nên lắp một cái quạt to to để anh mát. Em nhất quyết không chịu, tại vì em mới nghĩ là trời ơi, nóng vậy còn ngồi lâu vậy, lắp cái quạt chắc ngồi cả ngày luôn, không chán không ra luôn. Nói vậy rồi mà hôm sau ảnh mang cái quạt mini ảnh vô đó anh ngồi. Trời đất ơi, không có xu hướng giờ người ta hay lắp máy lạnh điều hòa trong phòng tắm đó, giường đệm gối. Trời ơi, phòng tắm là nơi relax số 2 sau phòng ngủ em à. Ví dụ như nằm bồn tắm rồi có ly rượu vang coi tivi thì được, nhưng mà đang ngồi vệ sinh mà ngồi lâu là hơi mệt. Không phải là nhiều lúc vô là để làm gì đâu, vô chổng nhiều lúc có mình thấy tốt đẹp vô, thực chất phải chứa đựng nỗi khổ của đàn ông trong đó. Ủa là sao anh? Nhưng mà em có ý kiến khác là nhiều khi buổi sáng á, cái mình muốn nướng á mà vợ mình kêu dậy sớm quá, cái mình vô nhà tắm mình nướng vợ đâu biết đâu. Nướng thêm được 10 phút nữa chứ bộ. Ngủ quên đó. Vợ khỏi la nữa. Là nhiều khi công việc ở công ty không á, nảy sinh ra được cái sáng kiến gì hay á, nó bế tắc trong công việc á, vô ngồi suy nghĩ gì nó ra. Coi như là chúng ta đã nghe cái lời phân trần giữa các cô dâu chú rể xong rồi đó mà. Vậy thì bây giờ mình nghe năm chú rể phản biện lại. Giờ á, bà xã kêu á là nằm một mình một cõi trên một giường. Sao không nghĩ lại, tại vì nằm gần vợ mà có cảm giác như là đi trong rừng á, gặp lâm tặc đang cưa cây á. Vợ ngáy à, ngáy chịu gì nổi. Bà ngáy hả bà? Nằm xuống thôi, em cứ nằm cõi của em dưới đất đi ha, còn anh cứ trên giường.
chừng nào hết ngáy thì lên. Tại bây giờ mấy anh không có chăm con, không có làm việc nhà, không có đi làm, tụi em phải làm ba công việc, tụi em mệt mỏi, tụi em ngủ thôi. Mà cái việc ngủ ngáy là chứng tỏ người ta phải mệt mỏi lắm, người ta ngủ rất là ngon thì mới là ngủ ngáy. Anh không thích thương thì thôi, bây giờ anh còn phản biện cái gì? Ủa hai chồng vạch mặt nhau luôn vậy? Thôi bây giờ chú vị trí số 2 thử coi vợ mình có tật xấu gì không nào. Vợ em hả? Vợ em nóng tính lắm, ra đường sân si người ta chạy xe lạng lách vậy, quay qua chửi người ta, cái mình phân trần nó thôi em kệ người ta đi, thấy quay qua quất em luôn, sân si lắm, cầu cấu cắn xé đủ kiểu. Rồi em đi làm về nhiều khi kêu em làm này nọ kia, thì anh chơi game chút xíu nghỉ 5 phút đi, bà vô nói anh mà không buông ra đập điện thoại luôn á, thế là quýnh em mà đòi đập điện thoại luôn, thôi em phải đi làm liền, nóng lắm. Vợ em nóng quá hả? Đúng rồi, đi xe mà xe chạy nhanh quá là sẽ gây tai nạn, không chỉ là gây tai nạn cho cái người đó mà còn gây tai nạn cho em nữa, phải chửi để cho chùa. Đúng rồi, mình phải thay trời hành đạo chứ. Người ta đã chạy cái ào rồi, em có la anh nghe chứ người ta có la nghe đâu, thì la cho anh nghe luôn. Ủa, chị, để mai mốt anh không có chạy xe như vậy nữa. Chị mà chữa lại lúc đó được không? À bây giờ thử ai chạy xe lẹ lẹ đi vậy? Quán ghê bị đi lên quán tôi hỏi mà mấy ông phải làm chứ không sao? Anh Hoàng chở rồi qua Hải Triều đi rồi. Ờ rồi vậy đi rồi lên rồi. Đây đây đây, hai chồng chở nhau đó hả? Dạ không, hai đứa bạn giống như chip hôi á, chở nhau. Chị ơi có ôm không? Đây là thì muốn ôm cũng được. Tôi mô tô xuống nữa. Mô tô hạt lây. Ê mà cái này là đúng tư thế, cái lúc đó em thấy luôn á. Rồi chạy từ đó chậm chậm qua đây coi, bắt đầu chạy. Đây chạy vô đây. Đại cấp đồng mất luôn à. Vậy thôi hả? Xong rồi về đi. À. Chửi đúng câu. Trời ơi, em tưởng chị chửi nhiều 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 đưa dữ nữa. Chúng ta sẽ đến vị trí số 3. Thì mình kể đây là cái phần nó hơi biến thái của vợ mình một chút. Đàn ông tụi em á thì đi nhậu rồi là đi tiếp khách thì uống vài ba chai về. Bữa nào mà nhỡ lỡ nhậu say về á, cái lấy dao cạo. À, cạo cạo. Cạo cái gì? Cạo cái gì? Cạo trời đất. Rồi có bữa hả? Nhậu say về rồi trang điểm. Trang điểm cho ai? Trang điểm cho cái người nằm say á. Vẽ đánh môi son lên, sáng dậy thức mà vô toilet nhìn cái mặt, trời ơi con nhỏ nào đây, và nguyên cái mặt mình được trang điểm. Có một lần trong trường tổ chức đi chơi bên ngoài, cái tối thì nhậu về xong vợ kêu coi con, xỉn quá rồi đâu có coi được, cái nằm ngủ cái rồi trời vợ buồn quá xách dao ra cạo sạch một bên chừa bên, sáng mang cái quần sọt đi tới chỗ cái trời ơi, toàn bộ trường nhìn mình cười, trời ơi cái chân mày làm gì mày trang điểm à, một bên láng o còn một bên rừng Amazon vẫn còn nguyên. Ủa đi vậy đi tới trường mặc quần sọt hả? Đi dạ ngoại. Đi dã ngoại. Mới nói đi dã ngoại về xỉn. Tối lại vợ lấy cái dao cạo ra cạo sáng mai bằng một trường cho đi dã ngoại 2 ngày. 2 ngày đi dã ngoại. Mà trong khi là đáng lẽ ở nhà đã phát hiện ra cái chân mình như vậy mình phải mặc cái quần dài để mình che đi. Rồi cái kịch bản bị hở từ chỗ này không có bạn bị lủng quá chị hả? Ôi anh đang rối lắm. Anh nhớ lộn kịch bản rồi. Hoang mang. Hoang mang. Vị trí số 4. Trời mặt căng thẳng vậy anh. Thôi lỡ là thua cho thua luôn. Vợ em có hai tật xấu. Thứ nhất á, lúc mà em quen á, mọi cái nó đều hai là hồng hết. Nào là đi công viên chơi, đi ăn uống, hai đứa nó hợp tính nhau lắm. Khi về nhà mới phát hiện một điều cực kỳ là bí mật. Vợ em ngủ rất là gáy. Cái ngày động chồng hai chút á, lúc mà cưới nhau về á, hai đứa ở trong phòng mệt quá vợ ngủ. Em tưởng heo kia đâu ra. Trời ơi. Thật xấu thứ hai á là keo. Keo ở đây là nó có nguyên nhân của nó. Và cái mùi tiền em nói chân tình hả? Thấy tiền hửi ở đâu là vợ em á là hửi cực kỳ nhanh. Lúc mà mẹ vợ em á cho đậu xanh về tới nhà lâu ngày không ăn á, lâu lâu nấu ra. Nấu ra á đăng lên mạng bán. Đâu phải là keo gì đâu anh. Cái đó là em biết nghĩ ra cái đường kinh doanh kiếm tiền thôi chứ. Chứ đâu có gì đâu. Nhưng mà anh có hỏi em á, từ trước giờ em có nấu chè bao giờ chưa? Không sao đâu, thôi bỏ qua đi. Thôi không sao, bỏ qua chương trình anh ơi, anh ơi. Có gì về nhà vợ chồng đóng cửa bảo nhau anh chị ơi. Dạ, cảm ơn anh chị. Ảnh căng thiệt. Ê chị cưới lâu chưa? Dạ cũng 1-2 năm rồi. Ờ thôi đừng kể nữa, mất công về ly dị nữa kìa. Trời ơi vậy mà đại, người ta xích mít thôi. Em dùng từ đó mà hiểu không? Đừng có tưởng là ta tưởng thiệt nha. Đây vị trí số 5, bắt đầu. Anh có nói cái tật xấu ra cho em thì em cũng đừng có giận anh nha. Tối nay đừng nhốt anh trong toilet nha. Trời, sở thích của anh nhốt anh vô toilet là quá đã, còn gì nữa. Nhiều lúc đàn ông có nỗi khổ của đàn ông, đóng cửa lại chổng khóc á, khổ quá. Đau khổ dù gì vậy? Đau khổ thì nào là chăm con, cho con bú sữa, tay tả, đủ thứ hết. Mình đi làm về mệt mà mình còn làm mấy cái chuyện đó nữa. Mình nó khổ, ngủ đâu được đâu. Vợ có tật xấu gì không? Dạ vợ tật xấu là make up cực kỳ lâu. Make up cực kỳ lâu, lâu đến nỗi mà đến em muốn ngủ giấc nữa, xong em thức dậy em ăn cơm xong em tắm rửa xong vợ em còn đứng make up. Chồng thì tật vô toilet lâu, vợ make up lâu thì thôi. Trong lúc chồng mà vô toilet thì mình make up là quê. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta đã nghe
chuyện đấu tố như vợ chồng với nhau rồi, chia sẻ hết rồi. Bây giờ là bắt đầu phân tích rồi, mình đặt cược luôn nè. Đặt luôn chị, đặt luôn trơn tới luôn chị. Đặt cược luôn. Chúng ta tìm được cặp nào chắc chắn nhất, hắn đặt cược cặp đó. Đúng rồi, chắc chắn còn gì nữa. Rồi, à, phải mày. Đặt nói luôn đi. Đóng rồi xong. À, anh số 4 và chị chị C. Chị số 4 và C. Cặp mới gây lộn đó. Tại sao lại chọn cặp đó? Thứ nhất mà theo gọi là nhân tướng học mà nói đó, thì hai cái anh chị này có một cái nụ cười rất là giống nhau. Người ta có số phu thê, mặt giống giống nhau lắm. Hoặc là em bị lừa thì hơi không biết luôn. Lúc mà anh kể xấu chị đó là chị dẫn thiệt á. Dẫn thiệt đó. Và khi mà anh này nói cái chị này phản bác đầu tiên, và anh thì chị này nói thì anh chỉ là người phản bác đầu tiên. Diễn đó. Trời ơi, tụi con dừng bị lừa con ơi. Lúc mà chị kể gãy xấu đó thì cái anh số 1 anh cười tươi lắm, nhưng anh số 4 là nhẹ nhàng xinh xắn. Anh số 1 bữa nay tới gặp là khán giả mà. Thì đó. Ừ. Rồi còn cặp thứ hai. Không, con mới chốt được một cặp trước thôi. Cặp thứ hai chưa biết hả? Biết đoán rồi. Thử ơi. Đoán thôi nha. Ừ, đoán thôi. Thì em đoán là chị Trúc Hà và anh Khánh Viễn. Tại sao? Khi mà chị kể hay là chị nói vậy thì anh số 1 hay dòm chị A giống như là vợ mình vậy đó. Rồi chủ nhà sao? Đầu tiên vô là mình đã nói với Hoàng rapper rồi, là cái anh ở vị trí số 1 á có cái nét mặt rất là giống cái chị C. Cái nét mặt phu thê á là vì cái chị này thì lại là gặp anh chồng ở cái chỗ khu vui chơi, rồi anh chồng lại đi theo mô tô đến tận nhà, thì anh này lại có những cái tình huống là truy đuổi, cuộc tình truy đuổi. Anh này anh không có làm công việc gì á, cái gì có tiền thì anh làm, nên mình lại có cảm giác hai người này là phu thê. Tuy nhiên á là đoạn sau á, cái đoạn mà tự nhiên cặp này căng thẳng gây lộn quá, thì mình cũng có hơi định hướng không biết là giữa hai cái anh này anh nào sẽ là chú rể của cái cô này. Cho nên hiện tại cặp này mình lại chưa chắc, mình nghi ngờ nhưng mà mình chưa chắc chắn. Còn hiện tại á thì là cô A với lại là anh chàng ở vị trí số 3, đó là anh giáo viên. Mà mình tường phân tích cho Hoàng rapper là lý do tại sao cô này gặp anh chồng của mình ở một cái buổi đi cast người mẫu. Anh chồng thì làm giáo viên gì không biết, mà chắc chắn là không phải giáo viên dạy học gọi là văn hóa rồi. Lúc đầu mình cũng tính đánh qua cái anh trong góc, tại vì anh trong góc anh số 5 á, anh cũng làm liên quan đến điện ảnh. Sau kết lại là không phải. Đúng rồi. Anh này 38 tuổi, cô này 24 tuổi. Cái độ tuổi chênh nhau giữa cô dâu và chú rể có vẻ hơi nhiều. Cho nên anh này có vẻ hơi gia trưởng, nên là lấy vợ về bắt vợ nhà nội trợ không cho vợ đi làm. Rất là nhiều cái tình huống hồi nãy giờ sau kết lại. Mà chị này chỉ đẹp như vậy, chị ở nhà chị rảnh thì chị sẽ nghiên cứu về make up. Mà chị không có cái người để make up, nên tối chồng chị nhậu về xỉn thì chồng sẽ lấy cái mặt chồng của chị để làm cái người mẫu để chị để luyện tay nghề và cạo lông. Hay. Vì cái nguyện vọng của cổ là muốn mở một cái tiệm thẩm mỹ tại nhà mà chồng không cho. Đó, nên là hai người này là tôi chắc chắn tôi đúng với ngôi sao luôn. Đó. Như vậy là đội chủ nhà và đội khách, hai đội đều cược với nhau. Mỗi đội đã có một cặp cô dâu chú rể thật rồi, nhưng chưa biết đúng hay sai quý vị nha. Chúng ta sẽ đến với vòng 3. Rồi bây giờ chúng ta tạm nghỉ giải lao vài phút, Quyền Linh sẽ quay trở lại. Chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau ở vòng 3 của Gương Mặt Phu Thê. Ở vòng 3 này thì hai đội chơi có thể đề nghị bất kỳ chủ đề nào mà chúng ta nghi ngờ xuống gặp một người nào đó để bày tỏ cái tình cảm của mình. Bây giờ đội khách sẽ là đội lựa chọn trước. Em chọn anh số 1 với chị cô dâu A. Số 1 cô dâu A. Mời anh bước xuống. Rồi, em muốn họ làm gì? Có thể diễn lại cái cảnh mà hai người cầu hôn cho em xem được không? Có được dùng vật được, dụng được thoải mái. Em ơi, em có đồng ý nằm trong gia phả của dòng họ anh? Em đồng ý. Rồi, cảm ơn bạn. Mời bạn về vị trí. Nào thử xem, đợi khách, mình có thấy gì trong ánh mắt của hai người? Chú con có thể đổi người. Không được, được một lần thôi. Dạ rồi, em chưa thấy gì hết. Vậy là không phải đúng không? Không biết nữa. Không biết. Khó quá ha. Dạ khó quá. Thôi, đội chủ nhà đi. Đội chủ nhà vừa suy nghĩ ra một cái ý tưởng rất là táo bạo. Đúng vậy, theo đúng với một phương châm của ông bà ta đã dạy rằng ăn không được phá cho. Ủa, câu này câu thoại của chị mà. Rồi, nên bây giờ tôi sẽ muốn đốt nhà. Rồi, đối với chị. Nếu như trường hợp mà một người vợ mà dạy aerobic thì chắc chắn là ở nhà sẽ luôn luôn bật nhạc để luyện tập. Cỡ nào ông chồng cũng phải biết dài ba cái điệu bộ aerobic đúng không? Dạ. Đúng vậy. Bây giờ mời anh chàng ở vị trí số 2 bước xuống sân khấu. Nãy giờ diễn dữ lắm. Vẫn đồ vết hả? Vết cắn hả? Xuống mua vui cho chương trình đi em. Mua vui. Mua vui là chính thôi. Chứ có manh mối vậy.
Bây giờ hãy cho một chút xíu âm nhạc aerobic và anh hãy biểu diễn trước mặt vợ anh. Anh tiến tới trước mặt của cô B. Anh coi như học trò của cổ đó. Bữa nay anh sẽ trả bài cho cổ một cái bài aerobic. Trước mặt cô B, trước mặt cô B. Coi coi chồng mình nhảy bữa nay coi có tiến bộ hơn bữa mới cưới chưa đó em. Sau khi chồng nhảy em có thể nhảy tương tác với chồng mình luôn em nhé. Vô mà. Đó, nè coi vô đó. Ê! Con em. Đổi dòng sách đi em. Cũng khó rồi. Em không chịu anh này đâu nghe. Ok, ok. Trời nó coi giống như đi tuyển chồng vậy đó. Thôi, em không chịu anh này đâu. Cái gì quá. Trời ơi, đâu phải đi tuyển chồng đâu. Hay quá, ráng chịu khó tập hơn nha chút xíu cho. Cảm ơn bạn Hoàng rất nhiều, cảm ơn bạn. Bạn đã hy sinh cho chúng tôi tìm ra được manh mối mới về cô gái Suki. Nói là sao Hoàng Lớp Bơn? Dạ, về cô B. Cổ trong lúc bứng loạn nói em không chịu anh này đâu. Ủa cô có chồng rồi cô chịu ai nữa cô kia. Nhưng mà chồng em có tập gym. Chồng em có tập gym. Nhưng mà trong những cái anh này là hình như là không có tập gym. Rồi, bây giờ chúng ta hãy ghi tên đội thứ hai vào giấy. Có cái nào ông này không? Có khi nào hả? Hồi nãy giờ là định là chọn cái cô C. Nhưng mà sau khi coi cái màn trình diễn aerobic là chọn cái cô B. Hồi nãy giờ có 2-3 lần cô nhấn mạnh chồng cổ là ở nhà. Là chắc chắn chồng cổ đang ngồi ở đây. Ghi cổ vô, chữ B. Giờ sao? Khoan, để tôi coi lại. Ui, thôi. Chúng ta chỉ có 30 giây thôi. 30 phút rồi đó. Ông này mập gặp nhau online. Gặp nhau trong toilet, chơi patin. Đem theo chuối ăn. Khó quá. Hết rồi nha. Ở mạnh rồi. Đi đi đi. Trời luôn. Giữ đây. Đội khách. Không có sự tranh cãi hả? Ghi vào đây luôn. Đội chủ nhà cược. Vị trí số 3 và vị trí A. Xin mời hai bạn đứng lên. Vị trí A và số 3. Cặp đôi vợ chồng thật thứ 2. Vị trí B và số 1. Vậy thì đây là kết quả vậy nè. Cười thôi. Đây chỉ là sự lựa chọn của đội chủ nhà thôi. Của các tường. Đúng rồi. Ủa anh đồng ý hả? Anh đồng ý hả? Hèn dễ sợ. Tôi chọn cái cặp 1 thôi. Chọn rồi còn cãi nhau nữa hả? Rồi cảm ơn hai cặp rồi ngồi xuống. Đây là sự lựa chọn của đội khách. Cược vị trí số 4 và vị trí C. Tuệ với Huệ không? Cái tên thôi là thấy vợ chồng rồi. Huệ, Huệ, Huệ. Mặt căng dễ sợ luôn. Cặp đôi vợ chồng thứ hai. Đó là vị trí số 1 và vị trí A. Vẫn kiên định ha, không thay đổi ha. Em sai rồi, em sai rồi. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là sự lựa chọn của hai đội. Còn họ có phải là vợ chồng thật hay không? Chúng ta bắt đầu xem nha. Đầu tiên thì tôi xin mời ba cô dâu đứng lên. Chúng ta ngắm nhìn lại vẻ xinh đẹp của ba cô dâu. Và ở đây ai sẽ là cô dâu có chú rể đang ngồi ở vị trí này? Đề nghị cô dâu nào không có chồng mình ở đây ngồi xuống. Chủ nhà nha. Vậy thì hai cô dâu này có anh không số 4 đây chắc với chị nha. Mình có điều gì lo lắng quá vậy? Đổi được không chú? Quá trễ, quá trễ. Quá trễ rồi. Và bây giờ Hoàng Rapper cứ cãi chị Cát Tường không à. Tôi xin mời ai trong số 5 chú rể có vợ đứng lên. Ai có vợ đứng lên. Ai có vợ? Ông kêu ông chưa vợ ông ngồi yên đó. Biết con này có vợ đúng không? Dạ. Bây giờ ông nói cứ nhà lập ca lập cặp đúng không? Chính xác anh. Vậy thì bốn người này có vợ. Dạ. Nhưng dạ. Ai có vợ ở đây? Ở đây. Đứng yên. Ai không có vợ ở đây ngồi xuống. Ai? Hoàng dạ, ơi, dạ, dạ. Về 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 đây về. Hiển Bình. Hả? Ủa? Thấy chưa? Thấy chưa? Bà cháu.
Đó, cái linh cảm của em mà, cái linh cảm mà. Tại sao tôi không linh mà linh cảm với tôi? Nhưng mà chưa chắc nha. Nhưng mà nhiều khi thầy với lại linh cảm này. Quận bây giờ chưa biết ai là của ai nữa nè. Đúng rồi. Bây giờ xin mời hai chú rể bước xuống đây. Ủa bên kia hết cơ hội đúng không? Có lẽ nào cái mày múa được mệt nó vậy. Nó hết cơ hội rồi, chỉ còn mình rồi, còn có cơ hội thôi. Một, đúng. Một cặp thôi, một cặp một thôi. Một cặp thôi cũng an ủi rồi. Một tỷ đồng của chuyện kích lại rồi. Có khi nào mà màn múa định mệnh hồi nãy là chưa? Chưa, chưa. Ủa, đang có gì vậy? Ta đang có mới tới bà. Điên hả? Mới bước xuống đây thôi. Ta đứng thôi hả? Làm giật mình đi bà. Bây giờ mới bước xuống đây mà chưa biết người đứng kế bên. Trời ơi, cãi không mờ. Ta đứng kế bên chưa biết vợ chồng kìa. Chưa biết. Ủa gì hả? Lẹ đi chú. Ôi, từ từ. Biết lắm. Rất cái tình. Tại vì nó bỏ phương án đó rồi đó. Bình tĩnh nè. Bây giờ ai là vợ thật của mình thì người đó tự động phun vô má của vợ. Không tập bậy ơi. Thấy chưa? Nó to. Không đi. Như vậy là đội chủ nhà đã chiến thắng cả 8 người chơi giải thưởng bảo toàn tại đó. Mình được tăng cát xê không? Không, mình được 80 đánh. Bây giờ mình xin mời bạn giới thiệu về mình đi. Em chào mọi người, em tên là Huệ. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng. Mà em có chồng rồi, nhờ chồng ở nhà rồi. Chị tại sao nãy hai anh chị cãi lộn dữ vậy? Không. Thôi, diễn đúng rồi, diễn như thiệt, xuất sắc. Ai chị, chị diễn, chị nói em nghe. Sao anh số 4 cho anh quạo dữ vậy? Mời bạn sinh ra cái mặt không phải anh đang ngồi nhờ, nghĩ tới vợ anh ở nhà anh bực kinh quạo hiểu không? Xin chào quý vị và hai đời chơi và chào Quyền Linh. Tôi là Nguyễn Minh Tuệ, năm nay tôi 35 tuổi. Những cái câu chuyện mà nãy giờ tôi kể thật sự là hoàn toàn là sự thật. Nhưng mà trước khi tôi đi thì tôi cũng xin phép là con xin lỗi với gia đình bên vợ. Đó mà có phát sóng lên lần này thì thôi ba mẹ vợ tha lỗi cho con. Tại vì lâu lâu con mới được lên truyền hình con nói xấu vợ con. Mà không ngờ có một bạn nó diễn chung rất là hợp. Thì con xin cảm ơn. Tôi tên là Hồ Khánh Viễn, 32 tuổi và là nhân viên kinh doanh. Hôm nay không có vợ tôi ở đây. Dạ. Anh tới làm khán giả lạc quan sợ cười hoài. Điều số 3. Tôi xin giới thiệu là tôi là Nguyễn Minh Trường. Hiện tại tôi là kiến trúc sư tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi chưa có gia đình. Thưa quý vị, như vậy là hai đội chơi ngày hôm nay có đội chọn đúng đó là đội chủ nhà, chúc mừng. Đội khách thì chưa có đúng bởi vì chưa có kinh nghiệm gia đình. Đây chính là hai vợ chồng thật mà chúng tôi muốn nói đến. Nãy giờ thì vợ chồng mình cũng nói xấu nhau một chút ha. Thì thôi trước bá quan văn võ, mọi người thì mình cứ hứa gì mình bỏ những cái tật xấu gì đó. Nãy mời vợ mình nói đó. Rồi xin mời Trúc Hà với lại ông xã Phúc Lộc. Nói chung là mình cũng vạch mặt nhau rồi. Thì cái chuyện vạch thì vạch thôi. Nhưng mà về nhà thì cũng bỏ qua. Cơm nước đầy đủ cho gia đình nha. Đừng bỏ anh đói tội. Vợ có muốn chồng thay đổi gì không? Thì nãy giờ cũng mà kể xấu anh nhiều rồi. Mà đợt này em còn kể lớn nữa. Thì em hứa lần sau em cạo hết cả hai, không chừa lại nữa. Cạo nữa hả? Vẫn cạo. Trời, em có muốn ông xã thay đổi cái gì không? Dạ, em muốn anh là bớt quản lý em. Công việc của em gặp rất là nhiều người cho nên là... Nhưng mà em thì lúc nào cũng một lòng với anh nên anh yên tâm. Bớt quản lý em, cho em ép mấy boy để mấy boy cũng mua hàng để em bán. Vậy mà bà nói chồng ở tập tạ. Chán bà ghê. Có tập mà. Tập hoài nó không lôi đó hả? Thật là có tập, đang tập luôn. Dạ đang tập. Rồi em cũng muốn nói gì với vợ không? Dạ, thì anh cũng nói vợ là có những khi anh ngủ mà anh múa cước quá. Nhưng mà đó là do giấc ngủ rồi. Anh sẽ cố gắng chấn chỉnh lại trong giấc ngủ. Ví dụ như cột tay cột chân. Ủa vậy là vẫn ghen. Vẫn không cho vợ ad boy. Lơ cái câu rồi câu cái kinh là lời này dạ, nên lơ đi. Rồi. Vẫn vậy. Bây giờ bỏ tài. Còn Triều, bạn muốn nói điều gì, cảm nhận gì hôm nay ngày hôm nay? Anh sẽ cố gắng bảo vệ cái ý kiến của mình nhiều hơn nữa. Bởi vì hôm nay nghe Lê Lộc đó hả? Dạ không, tại vì em phản bác ý kiến Lê Lộc và em nói coi chừng bị đó. Nhưng mà thôi em bỏ ý kiến đó tại lờ lỡ ghi vô giấy rồi. Dạ. Còn nếu như để Lê Lộc chọn thì chắc đúng hả? Không, Lê Lộc chọn cũng không đúng luôn.
Dạ. Mém luôn, không có đúng lắm. Mà tại vì mới vô là chịu ra gạch bỏ liền những cái tên đáng không nghi ngờ. Rồi con cũng nghe theo con gạch bỏ luôn. Không có. Nói chung là kết quả đó là em có chỉa hết, đúng hết rồi đó. Có chỉa hết mà cái mấy cái mà em bỏ là em bỏ mấy cái đúng, em để mấy cái sai. Rút kinh nghiệm là mình phải giữ đúng bản lĩnh của mình. Dạ. Ha. Thông qua chương trình này chúng tôi muốn kêu gọi tất cả quý vị hãy hứa với vợ mình, hứa với chồng mình những cái điều mình mong muốn và hãy chia sẻ với nhau. Và mong rằng những cái tật xấu của chồng của vợ không còn nữa. Chúc tất cả mọi người hạnh phúc.